nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, 91 tuổi vẫn giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, 91 tuổi đã vượt qua nhiều ứng viên trẻ để giành chiến thắng ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. Với vai diễn trong bộ phim ngắn Ai giết bánh bò, Phi Điểu đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo và khán giả để giành được một trong những giải cá nhân quan trọng nhất của Liên hoan phim. Tuy tuổi đã cao nhưng nữ nghệ sĩ vẫn đóng phim truyền hình, các bộ phim ngắn, bởi được đóng phim là niềm vui của bà. Bà không đặt nặng vấn đề cát xê. Với những bộ phim của các đạo diễn trẻ, những sinh viên ngành điện ảnh không có nhiều kinh phí làm phim, Phi Điểu luôn sẵn sàng đồng hành để hỗ trợ. Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu sinh năm 1932, là vợ của cố nhạc sĩ Phan Nhân. Năm 1954, bà tập kết ra Bắc và trở thành phát thanh viên giọng miền Nam tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, bà công tác tại Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghỉ hưu, Phi Điểu tham gia đóng phim và để lại dấu ấn với các vai diễn về người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó. Ngoài ra, bà còn tham gia đóng quảng cáo, minh họa cho video nhạc, hỗ trợ thí sinh trong nhiều tiết mục trên các chương trình truyền hình thực tế. Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh 2023 được tổ chức từ ngày 27 tới 29 tháng 10 thu hút 96 tác phẩm dự thi, trong đó có 60 phim truyện, 23 phim tài liệu và 13 phim hoạt hình.